chào các bạn, và ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Tôi đang cầm trên tay đó là một lọ 3 lon bò húc. Và ngày hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra? Đó là tôi sẽ dùng 3 lon bò húc này và nấu cháo, nấu thành cháo. Và cảm ơn ý kiến của một cái bác tên là Doanh Doanh đã comment xuống. Và bây giờ tôi sẽ đổ gạo xuống vào trong nồi, và cũng như là không phải nấu bằng nước nữa. Ngày hôm nay tôi đã nấu bằng bò húc. Đây là một cái món vô cùng đặc sản của quê hương thôi. Và bây giờ tôi sẽ đổ gạo xuống vào trong nồi, và cũng như là không phải nấu bằng nước nữa. Ngày hôm nay tôi đã nấu bằng bò húc. Đây là một cái món vô cùng đặc sản của quê hương thôi. Bao nhiêu trong số các bạn mong muốn được thưởng thức cái món tuyệt vời này thì hãy comment xuống bên dưới và nói tôi, và hãy chia sẻ clip này để cho nhiều người biết đến cái món gia truyền của nhà tôi. Đó, và chúng ta sẽ rất là tuyệt vời, một màu vàng các bạn ạ. Và chúng ta hãy liên tưởng tới một cái món đó là gạo huyết rồng màu đỏ, nhưng mà đây là chắc là gạo vàng vàng rất là hay. Và đây là tôi sẽ bật lửa lên. Cái món này vô cùng đặc biệt thì chúng ta phải chờ đợi khá là lâu thì mới có cái gạo này nó phải chín và nó có thể ăn được, và cái mùi vị nó khá là thơm. Thì sau cái clip này tôi sẽ mời tất cả quý vị và các bạn sẽ thưởng thức cái món ăn vô cùng tuyệt vời của vùng đất quê hương tôi. Đó là vùng đất, đó là Thái Nguyên, vô cùng tuyệt vời, có một cái món tuyệt vời hơn tất cả những cái món khác, đó là gạo, món cháo bò húc. Đó, rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ chờ đợi. Hay quá. Nhiệt độ bây giờ ngoài trời nó hơn 41 độ C. Bây giờ tôi có thể thậm chí nướng trứng ở bên ngoài vỉa hè được. Thì trong cái lúc chờ đợi, có lẽ chúng ta phải tăng nhiệt độ lên. Cận cảnh. Đây là nóng. Ok, mời máy quay sát vào đây. Rất là hay. Đây là một cái món rất là đẹp các bạn ạ. Con gạo này rất là đẹp. Nó màu vàng. Màu vàng, không biết màu vàng này gọi là màu vàng gì, nhưng mà tôi cảm thấy đây là một cái trải nghiệm vô cùng thú vị. Thì liệu rằng đây có phải là phát minh của MasterChef hay không? Rất là tuyệt vời. Nó đang xảy ra một cái hiện tượng, đó là những cái hạt gạo nó hòa quyện với một cái sự sáng tạo vô cùng tuyệt vời và hấp dẫn, với lại những cái vị cam của lon bò húc mới sức mạnh tuyệt vời hơn. Và các bạn hãy chuẩn bị thưởng thức cái món ngon tuyệt vời hơn của vùng đất Thái Nguyên, thủ đô gió ngàn này. Đấy, tôi sẽ đậy nó lại và không nói gì thêm. Chưa? Chuẩn bị nhá. Nhiệt độ bây giờ nếu mà cạnh cái bếp ga này đang là hơn 1000 độ C. Tôi ngửi thấy mùi thơm rồi. Thì bao nhiêu trong số các bạn có nhiều ý tưởng hơn thì hãy comment xuống bên dưới, và tôi sẽ thực hiện tất cả những cái ý tưởng tuyệt vời hơn của các bạn. Đó, thì rất là cảm ơn một bác có nickname đó là Danh Danh. Thì bác có bảo là sao bác không nấu cháo với bò húc đi. Thì ngày hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái series về nấu tất cả mọi thứ, và đặc biệt chưa có đất nước nào, chưa có người nào làm về những cái clip nấu những cái trò tuyệt vời thế này, nấu thành những cái món ăn tuyệt vời thế này. Và tôi mong muốn biến những cái thứ tưởng chừng như là vô cùng đơn giản và quái dị này trở thành một nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Trên đất nước có rất là nhiều trò phá hoại thì Việt Nam cũng không kém cạnh những cái đất nước đó, và tôi chắc chắn rằng về những cái trò phá, về những cái trò sáng tạo thì Việt Nam là số 1 các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta đã ngửi thấy mùi thơm, và chúng ta hạ nhiệt độ của nó xuống. Đó, rất là thơm các bạn ạ. Đó, quay phim. Đó, wow. Thì bao nhiêu trong số các bạn mong muốn được thưởng thức cái món cháo bò húc vô cùng tuyệt vời này? Đó, rất là ngon. Wow. Thì chúng ta nên đậy vào.
để vào và chúng ta chờ đợi khoảng 3 phút. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sắp có một cái món khảo hạng rồi. Đang cháy rồi. Có lẽ nó chín rồi đấy. Rất là hay. Rất là hay luôn. Wow, tuyệt vời. Mình cần một cái bắp. Bắp cho anh mượn cái rẻ ở trong nhà. Ở đây bắp không đủ được. Ok, và rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái món gạo bò húc, à món cháo bò húc này. Nó tuyệt vời hơn. Đây. Cháo bò húc. Nó khá là mát các bạn ạ. Đây là một cái món đặc biệt của tôi. Và nó rất là ngon. Nếu mà các bạn ở nhà các bạn có thể làm theo. Món này vô cùng tuyệt vời, vô cùng ngon. Và tôi sẽ kết thúc cái clip này ở đây. Và hãy sẽ kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy comment xuống bên dưới những cái ý tưởng và tôi có thể nấu lên thành cháo. Và tôi sẽ làm những cái clip đó phục vụ tất cả quý vị và các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Bye bye.